Ok, thưa các bạn, đây là con mồi nhá. Con mồi này là con mồi cảnh.
Quý vị và các bạn nếu có nhu cầu mua những con chim thuần như thế này thì hãy gọi điện cho vườn chủ trì vườn chim là Vũ Văn Thao, địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là những con chim được nuôi từ nhỏ, chúng rất là thuần. Đấy, chúng rỉa lông và chúng đứng rất là hiên ngang. Đấy, và đây là ngực của nó màu hồng, chân màu đỏ. Đó, đây là con chim nó rất là điển hình cho cái con chim ngoài miền Bắc. Đấy, nó còn nhảy vào tận nơi này. Đấy. Một lần nữa mình xin nhắc lại số điện thoại liên hệ là 0163 5305 982. Đây là những chú chim rất là thuần nha. Đây, ô này là ô. Ô này là ô bên cạnh. Anh em có thể thấy con chim này nó bên cạnh rất là thuần. Có bên này rất là thuần. Cái dàn này là toàn nuôi từ nhỏ, mình bón nó rất là thuần các bạn ạ. Con chim này là con chim bố mẹ sinh sản. Không một sáu ba năm ba không năm chín tám hai. Bên mình thế mạnh là chim bố mẹ sinh sản, chim non, chim khách, chim thuần, chim trần, chim mồi, trong đó có mồi cành, mồi đất, và đặc biệt là những con chim màu hồng, con chim màu xanh và con chim màu hoa mơ, mơ đầu mơ cổ và mơ toàn thân. Có những con chỉ mơ đầu mơ cổ và có những con mơ toàn thân. Quý vị các bạn yên tâm về bên mình là chuyên về chim cu gáy, với cái lượng chim cu gáy cấp ra thị trường rất là nhiều, đại diện cho một cơ sở tại miền Bắc. Đó, đây là những cái khuôn viên và những cái
Đó, những con chim nó đã được thuần hóa và thả ra tự nhiên. Đó, và tất cả những cái này là đều là chim, chim và chim, ngập trời toàn chim là chim. Đó, và đây là những con chim mà mình cho nó tắm nắng. Đó. Bạn tin ơi, một lần nữa Thao Chim Cô Gáy ngoài miền Bắc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Chim Cô Gáy của mình và kênh Facebook, kênh YouTube. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và hãy gọi cho mình để đặt những đơn hàng chính xác nhất, uy tín nhất, đúng chất lượng, đúng cái nhu cầu mà thỏa thuận của mình với các bạn. Đây là những con chim mình bán ra trên thị trường là điển hình này. Đó, có những con chim này mình bán ra với cái giá thành nó rơi khoảng dưới 1 triệu. Đó. Các bạn yên tâm là nó cũng rất là thuần, mà mã miếc của nó được như thế, chân đỏ như này cũng rất là đẹp, cũng rất là thuần đúng không? Mình dí điện thoại vào đây thì nó mới vậy thôi, chứ còn bình thường nó cũng rất là thuần. Còn bên trong nghĩa rất là thuận. Mấy anh chị này này, mấy anh gà rừng, gà đen. Đó. Đây, gà rừng đây, đây. Chân 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 xanh. Thả mấy con gà này cho nó ăn thóc rơi vãi của chim. Đó. Cuộc sống chỉ có như vậy thôi các bạn, rất là yên bình, rất là nhà quê, rất là dân dã đúng không ạ? Đấy, các bạn nghe xem con này là giọng gì nhé. Đó. 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 Khoảnh khắc này rất là đẹp. Gà rừng. Đây là con gà mái rừng chân xanh đó, đi sát đây con lâu lâu đằng sau đuôi con trâu trống đấy. Mình cũng lấy con gà để cho nó nhặt thóc rơi vãi mà cho rồi.
Đưa đây xuống tận dưới cái quả đồi này, nhà mình một quả đồi rất là hoang dã, chim thả ra vẫn ăn lúa ăn niếc bình thường, lúc nào thích thích lại bắt vào. Đây con này đang thả đấy, đang ngồi hiên hiên ngang như không đó. Một buổi sáng nắng hửng lên, chim gà, đó, cây cối, đồi rừng, thật là tuyệt vời. Đó, không ở đâu thiên nhiên ưu đãi như ở đây các bạn nhé. Cây cối lúc nào cũng xanh rì luôn. Đó. Đây là khu vực nuôi chim non. Đây là con chim mái, đây là con chim trống đang ấp. Đây là con chim chim non và con chim bố mẹ. Chim non thì đứng ở trên, còn chim bố mẹ thì đang ấp ở dưới. Nó vẫn nuôi con, nó vẫn đẻ con, nó vẫn ấp bình thường. Rất là tình cảm một gia đình nhà chim. Thì bao giờ nó chuẩn bị nở cái con kia thì có hai con này bắt ra. Ở đây khu vực này là trồng rau để cho chim ăn, khu vực này là nuôi chim, toàn chim là chim. Đằng sau cờ tán cây cũng toàn chim là chim. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Chim Cô Gái Hay của Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng là thật là rảnh rỗi, vừa cho chim ăn xong. Bây giờ mình sẽ lên trên máy tính và sẽ đăng những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc đẹp nhất về con chim cô gái để tặng lên cái diễn đàn chim cô gái, cộng đồng những người yêu thích chim cô gái. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn những người yêu chim cô gái sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.